Quý khách hàng đang sử dụng xe Volkswagen có thể không nhớ hết các tính năng sử dụng trên xe, không nhớ hết các ý nghĩa của các đèn cảnh báo, hoặc đơn giản là quý khách hàng đang muốn đặt lịch hẹn bảo dưỡng và tìm kiếm những đại lý Volkswagen gần nhất để được hỗ trợ hay tra cứu nhanh các thông tin liên quan đến lịch sử bảo dưỡng, chính sách bảo hành chính hãng hay là những sản phẩm và chương trình khuyến mãi hiện có. Giờ đây, những vấn đề trên sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhờ một công cụ vô cùng hữu ích, đó chính là app My Volkswagen. My Volkswagen là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Volkswagen Việt Nam nhằm hướng đến sự tiện lợi cho việc cập nhật thông tin, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng đã tin tưởng để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Volkswagen. Thông qua ứng dụng My Volkswagen, quý khách hàng giờ đây có thể dễ dàng tra cứu các tính năng và trang bị trên xe, đặt lịch hẹn bảo dưỡng và tìm kiếm đại lý Volkswagen gần nhất, quản lý các thông tin liên quan đến lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng của Volkswagen. Thông tin chi tiết về phụ tùng, giá bán sẽ được cập nhật và hiển thị ngay trên app để quý khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý chiếc xe của mình. Các góp ý hay phản hồi và đóng góp ý kiến trực tiếp cho Volkswagen Việt Nam cùng rất nhiều những tính năng hữu dụng khác. Với ứng dụng My Volkswagen, mọi thông tin về chiếc xe của quý khách hàng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối. Chúng tôi cam kết mang lại những dịch vụ tốt nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen. Cài đặt ứng dụng My Volkswagen vô cùng đơn giản bằng cách tìm kiếm ứng dụng trên Apple Store hoặc Play Store, hoặc đơn giản hơn là quét mã QR code ở đây. Ứng dụng sẽ được hỗ trợ trên các nền tảng di động và máy tính bảng. Sau khi cài đặt ứng dụng My Volkswagen, quý khách hàng sẽ đăng ký tài khoản theo các bước sau. Đầu tiên là điền đầy đủ tất cả các thông tin vào form đăng ký. Hãy lưu ý, số điện thoại sẽ là số điện thoại đăng ký bảo hành. Sau khi đã đăng ký xong, quý khách hàng sẽ nhận được một mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Hãy nhập mã OTP này vào. Và sau khi đăng ký, quý khách hàng có thể đăng nhập để tiếp tục sử dụng ứng dụng My Volkswagen. Quý khách hàng hãy cài đặt ngay ứng dụng My Volkswagen để được hỗ trợ tốt nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay với hệ thống đại lý của Volkswagen trên toàn quốc hoặc gọi cho hotline của Volkswagen Việt Nam.